Xin chào các bạn, mình tên là Trung Hiếu. Hiện đang theo học chương trình Western Sydney BBus tại Viện Hợp tác Quốc tế ISB, trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình rất vinh hạnh khi được chia sẻ với các bạn quá trình lựa chọn chuyên ngành marketing cũng như là trải nghiệm thực tế của mình khi theo học chương trình tại trường. Chia sẻ về quá trình học tập tại khi theo học chương trình của trường thì ngay từ học kỳ đầu tiên của năm nhất giai đoạn 1 thì mình đã được theo học các môn học phát triển kỹ năng mềm như thuyết trình trước đám đông hay tư duy phản biện. Và ngoài ra thì trong trường cũng luôn luôn tổ chức các công tác tốt nghiệp đến các bạn còn phân vân khi lựa chọn các ngành nghề và các diễn đàn với những diễn giả là những chuyên gia trong ngành chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế của họ. Mình thứ nhất là môn tư duy tổ chức sáng tạo vì môn này đã thay đổi rất nhiều về khả năng tư duy sáng tạo của mình. Mình vừa phải cân bằng việc sáng tạo và vừa phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như là khả năng áp dụng thực tế. Các môn học ở giai đoạn này đòi hỏi khả năng làm việc theo nhóm, nghiên cứu thị trường và hành vi tiêu dùng thông qua việc khảo sát cũng như chọn lọc thông tin. Mình đã từng nhận được một lời mời vào vị trí nghiên cứu thị trường của công ty PepsiCo, nhưng mình cuối cùng lựa chọn ngành quản trị thương hiệu với mong muốn truyền đạt những thông điệp tích cực và mong muốn đưa mọi người góp phần một phần nhỏ của mình vào cuộc sống cũng như giúp hình ảnh Việt Nam của mình xinh đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Và các bạn cũng thấy dạo gần đây thì điển hình là các dự án quảng cáo mang tính nhân văn của Grab, Generally và Knorr hay các music video và viral clip từ Viettel Pay cũng như Highlands Coffee, và các bạn cũng nhận thấy được sự tích cực từ những thông điệp của họ. Các nhóm được chọn một cách ngẫu nhiên cho nên là nhiều người với nhiều tính cách khác nhau được hình thành trong một nhóm. Dĩ nhiên là sẽ có những xung đột xảy ra và các bạn nên xem đây là một cơ hội hơn là một thách thức vì đây là lúc mà các bạn thể hiện khả năng lãnh đạo của các bạn. Và đây là một tình huống rất thực tế vì chắc chắn là sau khi ra trường và đi làm thực tế thì các bạn sẽ gặp phải những tình huống như vậy.